Bị cấm 12 năm do một cái nóng, thánh cô đẹp nhất Trung Quốc thân giá nghìn tỷ giờ ra sao? Được mệnh danh là thánh cô đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, thân giá cao vời nhưng chỉ vì cảnh nóng cho con bú khi còn trẻ khiến một bộ phim bị cấm chiếu suốt 12 năm mà làm mất đi ánh hào quang ban đầu, vốn có của mình. Nhắc tới Hứa Tình, khán giả đều phải thừa nhận cô là một nữ thần có cả nhan sắc lẫn vóc dáng nổi bật, ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt khả ái vô cùng thu hút. Ngay từ khi còn nhỏ, Hứa Tình đã thể hiện là một cô bé nhanh nhẹn hoạt bát. Được biết, cả cha và mẹ nữ diễn viên đều là quân nhân nên yêu cầu của họ đối với cô con gái độc nhất vô cùng cao. Hứa Tình khi đó đã có thành tích học tập khá tốt, lại yêu thể thao, luôn là người đi đầu trong số những đứa trẻ xung quanh. Hứa Tình có một khí chất quyến rũ từ trong xương cốt, có thể miêu tả làn da của người đẹp trắng như sáp, khuôn mặt tươi như hoa đào. Nhờ vào nhan sắc hơn người này, lại được sự giúp đỡ của đạo diễn Phùng Tiểu Cương cùng sự phối hợp trợ giúp ăn ý từ những bản diễn trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, con đường sự nghiệp của Hứa Tình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người đẹp có thể tự do thỏa sức bộc lộ năng lực diễn xuất của bản thân. Nổi tiếng như vậy nhưng ít ai biết rằng Hứa Tình đã từng lận đận chỉ vì diễn một bộ phim khi còn trẻ. Bộ phim Cuồng do người đẹp đóng vai chính đã bị cấm trong 12 năm ngay khi được phát hành. Mặc dù lệnh cấm sau đó đã được dỡ bỏ nhưng bộ phim đã không bao giờ lấy lại được ánh hào quang ban đầu vốn có. Có lẽ nhiều người tò mò tại sao bộ phim này lại bị cấm chiếu. Khán giả cũng đã từng đưa ra rất nhiều giả định xung quanh bộ phim này. Phần lớn họ cho rằng bộ phim cấm chiếu bởi có một cảnh quay được cho là khá nhạy cảm ở vào thời điểm đó. Trong phim, Hứa Tình có hành động cởi áo cho con bú. Mặc dù Hứa Tình khi đó còn khá trẻ, nhưng tư tưởng của nữ diễn viên khá thoáng, bởi vậy mà cô đã mạnh dạn cởi đồ trong phim. Phân đoạn này cũng không hề bị cắt khi khởi chiếu. Trong khi vào thời điểm đó, suy nghĩ của quần chúng ở Đại Lục vẫn còn tương đối bảo thủ và theo lẽ tự nhiên họ không chấp nhận những hạt sạn lớn như vậy trong phim. Mặc dù Cuồng đã được phát hành lại vào năm 2004, nhưng đây là một phiên bản đã bị cắt chỉnh và cảnh cho con bú của Hứa Tình cũng không còn nữa. Nhưng trên thực tế bộ phim này bị cấm chiếu không hẳn chỉ vì phần đoạn nhạy cảm này. Được biết trong phim Hứa Tình hóa thân thành một người phụ nữ trải qua rất nhiều sóng gió trong đời sống tình cảm. Ban đầu, cô kết hôn với một ông chủ cửa hàng, nhưng do năng lực thương trường của người đàn ông này không cao, tiền đồ không rộng mở, nên sau này, người phụ nữ lại vướng bận tình cảm với chính anh họ của chồng và làm một số việc phản bội khiến người chồng xấu hổ. Là tuyến nhân vật chính trong phim, nhưng vai diễn này lại có chi tiết tình cảm hỗn loạn, thể hiện sự bất trung của người phụ nữ truyền thống. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi nội dung phim ảnh hưởng tới quan điểm của khán giả và bị cấm chiếu. Khi tham gia bộ phim này, Hứa Tình vẫn chưa tốt nghiệp nên diễn xuất trong phim còn rất non. Tuy nhiên, việc thể hiện một vai diễn phức tạp vượt quá giới hạn lứa tuổi của mình lại là một thử thách với nữ diễn viên trẻ khi đó. Bởi vậy, có những phân cảnh cô diễn chưa tới. Nhưng nhìn chung, Hứa Tình cũng đã thể hiện được cơ bản tính cách của nữ chính trong phim, không chịu thua, không khuất phục trước số phận. Nhưng thật đáng tiếc, do thời thế, nhân vật chính vẫn không thể thoát khỏi định mệnh. Ngoài đời, Hứa Tình cũng là một người phụ nữ yêu tự do. Nhìn những bức ảnh tạp chí của Hứa Tình, hiếm ai tin được rằng người đẹp đã bước sang tuổi 52, nhưng vẫn đang hưởng thụ một cuộc sống độc thân, tự do, tự tại. Khán giả vẫn thường comment rằng nhìn Hứa Tình không phải không lấy ai mà do không ai dám lấy người đẹp. Cho dù thế nào, khán giả vẫn không thể phủ nhận Hứa Tình quả thực là một diễn viên rất có thực lực. Không chỉ sở hữu thần giá cao vời, người đẹp còn không ngừng cống hiến cho khán giả những tác phẩm truyền hình và điện ảnh chất lượng. Nữ diễn viên cũng ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ của cư dân mạng.